Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn lại đến với kênh của mình. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục làm một cái video về núi khỉ V3. Mời các bạn cùng xem nha. Đây là cảnh ba mẹ con nha các bạn. Hiếm có khi mà ba mẹ con lại ngồi chung với nhau như thế này. Mẹ ấm em, còn thằng anh thì ngồi bên. Tại vì thường thường là mẹ ẵm con, mình đi mình sẽ thấy thường thường là mẹ ẵm em bé. Nhưng mà còn thằng anh thì nó đi ăn, nó đi kiếm ăn, nó tự sinh hoạt riêng cho nó. Ít có khi nào mà thấy ba mẹ con mà ngồi chung với nhau như thế này. Hôm nay mình quay được cái cảnh này, mình đăng cho các bạn xem. Chưa có được coi 5 phút và đăng ký giùm em cái. Cảm ơn. Nãy có cô kia đem lên nguyên bịch bánh luôn, nó vàng vàng đỏ đỏ rồi cô rải ra cho mấy con khỉ nó ăn. Giờ nó bu lại nó ăn nè, thấy hay hay cho nên quay lại cái đăng lên cho mọi người cùng xem cho nó vui mắt.
video mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xem video của mình. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một cái đăng ký nha các bạn. Rồi, xin chào tạm biệt nha.